Một cơ sở sản xuất thực phẩm chay tên là Bình Loan ở thành phố Cao Lãnh vừa xuất 2 tấn thực phẩm chay đóng hộp sang Đức Anh. Đây cũng là cơ sở đầu tiên ở Đồng Tháp xuất khẩu thực phẩm chay đóng hộp. Đợt này, cơ sở Bình Loan xuất khẩu 9.000 hộp tàu hũ kỳ sang hồng, tàu hũ kỳ cuộn trong biển, tàu hũ kỳ xào xả ớt, tàu hũ kỳ kho nước dừa, cơm gạo lứt hạt sen, nấm mối và nấm bầu ngư. Trong đó, tàu hũ kỳ và các loại nấm do cơ sở Bình Loan tự sản xuất theo quy trình an toàn, Trước khi xuất khẩu, sản phẩm chay của cơ sở Bình Loan cũng được đưa vào hệ thống siêu thị trong nước, hiện có nhiều nhà nhập khẩu từ Hà Lan, Nhật Bản đang đàm phán, nhiều khả năng trong năm 2022, cơ sở sẽ xuất khẩu trực tiếp thực phẩm chay đóng hộp sang hai quốc gia này.